Rồi, năm chào cả nhà nha. Hôm nay là cuối tuần đó, và công việc nó cũng như thường ngày thôi. Nắm thì cũng không biết là ngày thứ hai hay là ngày chủ nhật gì hết. Mình cứ làm việc theo kiểu đam mê mà. Và lời đầu tiên thì Nắm cũng cảm ơn tất cả các khách hàng cũng như anh em, bạn bè, gia đình ủng hộ và tin tưởng Nắm trong suốt thời gian qua. Đã đến bây giờ thì Nắm làm Nắm gần 10 năm rồi. Thì những cái khó khăn cũng như là những cái thuận lợi thì hầu như mình phải nếm trải rất là nhiều. Và đặc biệt á, là đến bây giờ mà Nắm ngồi đây tâm sự với anh em á, cũng cảm thấy mình rất là vui. Vì khách hàng, đặc biệt là khách hàng á, thì đã tin tưởng sản phẩm của bên Nắm, như là cái phôi nấm bào ngư nè, hoặc là sản phẩm nấm linh chi. Đây, nấm linh chi thì đang đóng gửi cho khách hàng, nhưng mà vì việc cũng có một thời gian rảnh một tí nên ngồi tâm sự với anh em làm cái nghề nấm như thế nào. Đây, linh chi thì nấm đóng này, chờ cho các anh nhân viên theo làm lấy thôi. Rồi cũng có nhiều khách hàng hỏi nấm ơi, nấm linh chi thì dùng công dụng như thế nào, thì sẵn ngồi đây mình mới nói. Trên thực tế thì nấm linh chi nó có hai cái công dụng chính, đó là chính về bản thân mình, người khác. Nếu mà ai mua mà được một cái bịch nấm linh chi mà về dùng á, thì khách hàng đó đã giúp đỡ khá là nhiều người và giúp chính bản thân của mình nữa. Thì ở đây thì vì sao nấm nói nè, như anh em xem những cái video trước á, thì anh em thấy không, làm cái nghề nấm nó rất là khổ. Thức khuya này, dậy sớm làm công việc nó khá là nặng nhọc không à. Nói chung là nghề nông thì nghề nào cũng khổ hết, chứ không phải là sướng gì. Còn nấm linh chi á, thì anh em cũng thấy rồi, thì khi mà sản phẩm mình mà đến tay khách hàng thì việc đầu tiên là mình cảm thấy mừng, có động lực, tức là giống như khách hàng người ta tin tưởng sản phẩm của mình, người ta mua. Để giúp đỡ được người khác thì khi mà khách hàng nhận được cái sản phẩm này thì khách hàng giống như là đã ủng hộ được anh em công nhân, ủng hộ được cái anh nhân viên Viettel có công ăn việc làm thêm, đặc biệt là ủng hộ nấm đó. Rồi tiếp theo thì vì sao mà nó giúp ích cho chính bản thân mình, đó là vì mình mua về mà mình uống thì tốt cho sức khỏe mình, đặc biệt là các anh mà ăn hay ăn nhậu á. Ăn nhậu nấm thì cũng thường hay nhậu khá là nhiều, nhưng mà nhậu về cái rượu nấm này thì nó khỏe người lắm. Sáng ngủ dậy nó rất là tỉnh táo. Còn bản thân của chị em phụ nữ thì uống cảm thấy con người nó rất khỏe, vì nấm cũng có điều tra, không phải điều tra mà có khảo sát một số chị em phụ nữ dùng á. Sau đó thì mình ba mình tắm đi thì cái da nó rất là láng à, thì mình nói sơ qua về cái nấm linh chi thôi, còn chủ yếu thì hôm nay mình tâm sự nghề nấm thôi. Nghề nấm rất là khổ, hầu như thì anh em mới bước vào nghề thì chân ướt chân ráo, nói chung là mình không có định hướng được. Vì lý do gì, mình mới vào nghề thì mình đâu có biết được là giống như là mình sẽ làm điều gì trước, rồi mình sẽ làm như thế nào để cho nó có cái năng suất này. Chưa nói đến cái vấn đề mà sản xuất này, vấn đề sản xuất này thì nó khá là phức tạp. Tuy nó giống là nhìn đơn giản á, anh em cứ nghĩ là nó đơn giản, nhưng mà anh em cứ động vào đây thì biết. Nói chung đối với nấm thì cái công việc này ấy, thì đến bây giờ ngồi đây nói không phải là mình tự dưng mà mình nói được, giống như là mình đã trải qua rồi. Mình đã ăn biết bao nhiêu cái bom rồi. Mình nói bom là vì sao, vì những cái thất bại mình nó quá là nặng, nói chung là nó nổ một phát là chành bành luôn đó, thì mình phải gầy lại. Thì đó là cái vấn đề nói về làm nấm này. Rồi trước khi mà anh đã bắt tay vào làm nấm thì anh phải hiểu nhiều cái. Những video trước thì nấm có chia sẻ rồi, anh phải hiểu về cái cách thiết kế như thế nào, anh phải hiểu về môi trường như thế nào, rồi anh phải hiểu về cái làm một cái trang trại nó như thế nào. Rồi thậm chí anh, cái nấm này nó không nói chuyện được, nếu nó nói với mình được thì nó kêu hôm nay nóng quá mày làm sao cho tao mát đi.
hôm nay mát quá mày làm sao cho tanh nóng đi, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó đâu có nói, thì mình phải tự mình hiểu cái bản chất của nó, mình phải hiểu được nó đang cần những gì, những thời điểm nào, những lúc nào. Nó rất là phức tạp cái vấn đề đó. Chứ còn anh em cứ kêu làm là dễ lắm, dễ đi. Chiên nấm thì không có dễ rồi. Ăn hành, ăn đủ thứ, ăn bông, ăn đạn biết bao nhiêu rồi. Nên mới dám ngồi đây nói chuyện với anh em, chứ không phải lên đây ngồi nổ súng tầm bậy tầm bạ không được. Rồi khi mà làm cái vấn đề này á, thì anh đòi hỏi anh phải làm sao cho khách hàng anh tin cái sản phẩm của anh đó. Cái vấn đề này rất khó. Ví dụ như bên nấm đây, nấm không khoe với anh em, nhưng mà vì mình trải qua rồi, mình làm sao mình giữ chân được khách hàng, mình làm việc với khách hàng sao khách hàng vừa lòng nhất. Vì khách hàng là thượng đế mà, chứ không phải mà khách hàng tới mình cho ngồi ghế, nó dễ lắm. Ngồi ghế thì uống trà xong về, nhưng mà làm cái này thì giữ chân khách hàng rất là khó. Đến bây giờ có những khách hàng mà lấy hàng của nấm đến bây giờ là 7-8 năm luôn á, quanh năm suốt tháng luôn á. Cái điều đó rất, nấm rất cảm ơn, vì cái sản phẩm của mình làm ra chưa chắc nó đã tốt đâu. Có thể là mình tốt cái điểm này, nhưng có thể là các cái trang trại khác người ta tốt về cái điểm khác. Chứ mình không thể hoàn hảo được. Và quan trọng thì cái sản phẩm của mình, rồi cái cách chăm sóc khách hàng của mình, cái cách nói chuyện khách hàng nó nhiều á. Nên khi mà bước vào cái ngành nấm này, hầu như mình phải hội tụ nhiều cái yếu tố. Mình cách làm việc khách hàng như thế nào, rồi cách giải thích cho khách hàng như thế nào, để khách hàng người ta tin vào cái phương thức và cái cách thức làm việc của mình, cái kỹ thuật của mình, đặc biệt là cái kỹ thuật nó rất quan trọng. Chứ không phải cứ vào mình muốn nói ở cái này không được, nhưng mà mình phải hiểu được, mình phải chỉ và hướng dẫn sao để khách hàng làm mà cho được, thì lúc đó khách hàng mới ở với mình. Còn mà làm không được thì người ta nhảy. Thì nên nó mới nói là nó khó gộp nhiều yếu tố. Kể từ cái ngày mà nấm lạnh đến bây giờ thì 10 năm rồi, thì bây giờ cũng không có gì hết. Nói chung có một đống nợ thôi. Nhưng mà vì mình yêu nghề, mình ráng cố gắng thì từ từ nó sẽ lên thôi. Chứ cũng không phải là tôi vô tôi làm liền. Thậm chí mình cũng ngồi mình nói nè, chưa chắc gì những bạn trẻ mới cầm cái bằng đại học ra, thậm chí bằng xuất sắc luôn á, học cái nghề nấm chuyên ngành luôn á, chuyên luôn, nhưng mà ra đâu phải là thể hiện tôi cầm cái bằng đại học là tôi ra tôi làm liền rồi. Thú thật, nấm cũng là cầm cái bằng đại học chứ sao không cầm. Ra phải ăn hành nữa nè, ăn đi, ăn cho no đi. Ăn chừng nào mà ớn hành rồi phải chuyển qua ăn bom, ăn đạn, ăn tứ lung tung á. Rồi nó nhiều cái phức tạp, mọi người xung quanh á, có những người xung quanh, bạn bè đây thì nó có nhiều cái ý kiến trái chiều, là vì mình học cái ngành ra, học đại học ra, nhưng mà khi mình làm cái này á, thì giống như là làm nông rồi, làm nông nghiệp. Ở quê người ta gọi làm nông, thì bạn bè hay là những người xung quanh thì người ta cũng hay hỏi mấy cái đó, cái vấn đề này. Ừ, đi học cầm cái bằng đại học ra rồi đi làm nông rồi đó. Thì, thêm một cái nữa thì ra làm thì mình phải va chạm, rồi mình phải hiểu từ từ rất là nhiều lắm. Thì bây giờ thì mình cũng khó mà để mà nói chia sẻ hết được cái vấn đề mình trải qua rồi gần 10 năm, thì gom lại cũng không thể nói trong 10 phút được em. Nên là mình nói rất là dài, rất là nhiều, rất là nhảm luôn. Chừng nào mà để nó gom hết cái ý để anh em hiểu và những cái vấn đề này thì hầu như mình phải gom những cái ý kiến anh em, những cái thắc mắc của anh em. Thì anh em có thắc mắc gì cứ comment bên dưới đi, làm như thế nào. Vì mình cũng có nhận những cái trường hợp đó, những bạn trẻ mà đang học 12 hay đang học đại học ngành sinh học đó, thì cũng có hỏi mình ra làm như thế nào. Mình cứ kêu cứ làm đi, nếu mà em đam mê thì em cứ dứt đi, còn không đam mê thì thôi. Em học xong là cầm cái bằng ra thì muốn làm việc gì khác làm, nhưng mà cố gắng học đi. Vì học thì nó rất là tốt, chứ nấm có nói là không phải là học là không tốt, học nhiều chừng nào tốt chừng đó. Học để mình giữ được cái lý thuyết, và cái lý thuyết đó là cái mà để mình vận dụng vào cái thực hành. Chứ mà
lý thuyết với thực hành hai hai cái mảng nó sẽ là đi song song nhau. Còn lý thuyết không thì cũng không làm được. Anh nói suông không thì anh nói cũng được, mà anh vô anh thực hành không á thì anh không có lý thuyết thì nó ngược lại. Khi người ta hỏi anh á, anh không thể là anh giải thích. Anh giải thích bằng cái thực tiễn thì nó quá là hay rồi, ok rồi, nhưng mà ngược lại có những cái vấn đề chuyên sâu trong đó. Nên là năm cứ khuyên tất cả các bạn trẻ cũng như là tất cả anh em á, dấn thân vào cái ngành này thì cứ cố gắng đi. Rồi từ từ sẽ thành công, còn không thành công thì thành bom, thành đạn, thành gì cũng được. Thì ngồi không thì tám với anh em cho vui thôi, chứ nãy giờ 8-10 phút rồi chưa thấy anh nhân viên anh vào vì nắm chuẩn bị nắm đi công việc. Hôm nay gói hàng thì do nó có cái vấn đề là mình cũng có làm việc thêm một cái vấn đề, nhiều vấn đề khác với cái hệ thống mạng bán hàng á, nên là nắm phải ở lại chờ để làm việc thêm. Thì nắm sẽ cố gắng chia sẻ cho anh em cụ thể hơn về cái tâm sự cái ngành nghề này như thế nào. Vì nhiều người lên cái hội nhóm cũng hỏi khá là nhiều. Nhưng mà nắm cũng ít khi chia sẻ trên đó, nói gì nắm có cũng quay lại chia sẻ trực tiếp trên YouTube cho anh em đi. Rồi nãy giờ dông dài quá thì bây giờ nắm sẽ kết thúc video ở đây. Thì anh em có cái vấn đề gì thắc mắc thì cứ comment bên dưới đi nha. Comment bên dưới thì nắm sẽ giải thích cho. Nói chung trong phạm vi hiểu biết của nắm. Còn những cái nào mà xa tầm với quá thì nắm phải học thêm và phải trải nghiệm thêm để có những cái chia sẻ hữu ích cho anh em. Bây giờ nó sẽ kết thúc và chào cả nhà này.